Dạ, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lee Seaborn. Thì vẫn là tiếp tục về cái series về xe thắt biển số đẹp của bên Lee Seaborn. Thì hôm nay em cũng sẽ mang đến cho quý anh chị mình những con xe biển số đẹp ở trong cửa hàng của bên em. Thì hôm nay là một chiếc SH 107 mọi người, có đầu máy là 107, được đăng ký là đời đúng form là cuối 2011 nha. 107 nhưng mà được đăng ký lần đầu là được cuối 2011. Đó, thì chiếc xe, thì xe này nó không giống như con mà hôm qua em đăng là con 57879, là còn chi tiết xe, dàn áo xe, tất cả các phụ tùng xe là nó còn zin hết. Còn riêng ở con SH 107 này á thì nó không được như con 57879 kia là nó zin hết toàn bộ. Mà con 107 này nó được cái dàn áo là sơn dặm tút lại rồi nha mọi người. Dàn áo sơn dặm tút lại, nhưng mà có một cái biển số cực kỳ đẹp luôn, biển số rất là dễ nhìn và cái chất xe cũng rất là ken, là chất xe phải gọi là cái thuộc những top vào xuất sắc đó mọi người, thuộc vào top xuất sắc trong những chiếc cái thắt ở bên cửa hàng của bên em nha. Đó, thì xe này mọi người mua về mọi người cũng chỉ có chạy và sử dụng thôi, chứ không cần phải làm gì thêm hết nha mọi người. Tại vì ở bên em á, khi mà dọn xe lên thì cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi, từ máy móc, mâm phuộc, dĩa xe, IC, điện bình, xài gì đó thì em đã kiểm tra tới tần tật hết cho mọi người luôn rồi. Và mọi người về chỉ có chạy và sử dụng thôi. Tiếp theo là về giấy tờ xe. Giấy tờ thì mọi người cứ yên tâm, ở đây là em bán xe chính chủ sang tên, công chứng rút hồ sơ gốc toàn quốc cho mọi người. Nên anh chị mua xe ở Lisbon thì hãy cứ yên tâm về giấy tờ. Bên em sẽ hỗ trợ sang tên hay là rút gốc gì đó tùy vào cái nhu cầu của quý anh chị nha. Rồi, để không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa, em sẽ vào chi tiết xe để cho anh chị mình tham khảo về giá và biển số, coi thử là nó có đang đúng như cái xe mà mình đang muốn rồi mua. Thì về dàn áo á, em cũng đã nói trước cho quý anh chị ở đầu video luôn rồi, là xe này dàn áo được sơn dặm tút lại rồi nha mọi người, chứ không còn được dàn áo nước sơn zin đó. Nhưng mà áo á, thì chúng ta cứ nghĩ nó như cái áo chúng ta thôi, chúng ta mặc năm này qua năm kia nó phai, nó bạc màu đi thì chúng ta thay một cái áo mới. Thì ở chiếc xe thắt cũng vậy nhé mọi người, áo cũ thì chúng ta sơn lại cho nó đẹp, nó đều, nó đúng với cái chất xe. Chứ còn chúng ta để mà xe mà chạy xước quá nhiều, chúng ta chạy một chiếc xe trị giá tới mấy trăm triệu biển số đẹp mà cái dàn áo nó nhìn nó cũ kỹ mà nó chạy xước quá nhiều thì nó không làm toát lên cái vẻ đẹp của một chiếc xe nha mọi người. Đó, nên áo là về là sơn dặm tút là chuyện bình thường nha quý anh chị. Còn áo này, những anh chị nào mà hợp với phong thủy màu đỏ như đây, như là màu đỏ đen sporty gì đó, thì anh chị cứ yên tâm, bên cửa hàng của em sẽ có đổi áo cho mình tùy vào cái sở thích và nhu cầu của quý anh chị nha. Và đương nhiên là đổi áo thì không có lấy tiền gì hết nha mọi người. Cái này là em hỗ trợ cho mọi người mua bán xe, anh em mình, anh chị em mình, em hỗ trợ với nhau. Cái những cái gì em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ nha. Đó, thì nãy giờ cũng giới thiệu con xe này là biển số đẹp hoài mà chưa thấy biển số đâu hết, đúng không mọi người? Thôi thì bây giờ để em quay cái biển số cho mọi người trước nha. Đây, biển số xe đây, 59L1-13937 nha mọi người. Biển số này gọi là xuất sắc thì cũng không xuất sắc đâu, thì chỉ gọi là được đẹp thôi, dễ nhìn, dễ thương, dễ nhớ. 59L1-13937. Rồi, chất xe thì rất là mới ha. Xe được đăng ký làm số máy là 107 nè. KTGM1. Đó, cái lốc máy còn kim tuyến 7 màu hết nha mọi người. Cái phấn nhôm của cái lốc máy còn rất là đủ nha. Tại vì những cái lốc máy này là em không có xài cái chất phụ gia gì vô hết, hoặc là những chất tẩy rửa nặng vô thì nó sẽ làm đen cái lốc máy đi, và nó sẽ làm cái lốc máy của chúng ta nó nhìn nó rất là trắng nuột luôn, chứ nó không có còn kim tuyến như thế này. Đó, lốc máy này là thuộc dạng là đẹp rồi nha mọi người. Xe rất là ít chạy, chạy nhiều thì nó sẽ bị đen. Đó, mâm phuộc là phuộc zin luôn, phuộc zin theo xe. Ti phuộc là còn 7 màu hết nha mọi người. Đó, chân phuộc 7 màu, ti phuộc là còn sáng chân hết. Phuộc thì em cũng kiểm tra rồi, nếu mà phuộc nó không còn phuộc nhún được thì em mua phuộc zin về em thay cho mọi người nha. Dàn chân dàn lông thì chưa sơn si con nào hết nha mọi người, chưa sơn si, chưa tỉa con nào hết. Đây là bên lốc nồi,
Ở đây thì nó có bị chảy xước một tí xíu nè mọi người, nhưng mà không ăn thua ha, không ăn thua đâu. Vỏ xe, vỏ thì cũng vỏ đun lớp mới luôn, mới vô cặp vỏ đun lớp nha mọi người. Chỉ là còn nè, chỉ zin của đun lớp là còn nè nha. Đây là cặp đun lớp xịn, tầm khoảng bây giờ bán á, tầm khoảng 4 triệu một cặp á. Vỏ sau thì nó mắc hơn vỏ trước. Dạ, biển số thần tài. Đây là phía trước của xe, dàn áo. Đèn ở những cái con xe SH này mọi người, con xe SH mà biển số đẹp như thế này thì đèn đuốc rồi này nọ thì chưa cái cạo hoặc là chưa có đám bóng lần nào hết mọi người. Đây là những cái đèn zin nha, những cái đèn zin của xe. Phần là biển số đẹp rồi và chủ đi kỹ nữa nên thành ra là những cái đèn này về là chỉ cần rửa là nó bóng lên thôi, rửa sơ bên ngoài thôi chứ còn không có cần phải mở ra đi cạo hoặc là đám bóng nó lên. Đèn chá đèn xin nhan, đèn đề mi cũng không có bị bể, còn sử dụng rất là tốt nha mọi người. Đó, dàn áo thì chưa một vết trầy. Dàn áo thì để máy nay trong nhà không có buôn bán gì được nên thành ra nó bụi nè, mọi người có thể thấy nó bụi rất là nhiều ha. Nãy em quên lau trước cho nó đẹp rồi hễ quay lên nôn quá quá anh chị. Đó, dàn áo chưa chạy xước gì hết, mỏ về thì còn rất là đẹp nè, mặt dần cũng vậy. Rồi, mâm phục. Mâm phục này thì có sơn lại rồi nha mọi người, có sơn lại luôn. Đó, sơn lại thì nó rất là đẹp. Nếu mà một chiếc xe mà về chúng ta dọn nó tân trang mới từ trước ra sau đó, chúng ta nhìn nó rất là đều. Nó rất là đều xe luôn mọi người, chứ còn mà về chúng ta dọn nó không tới á thì nhìn nó lởm cộm, lỏ chỏi, nó nhìn nó rất là kỳ. Còn đây thì em về những cái xe SH hay là Sibor là em tân trang mới hết, những cái gì cần thay là em thay, những cái gì em cần làm mới là em làm mới, chứ không có tiếc chi mà 1-2 triệu hay là 2-3 triệu gì đó. Tại thường thường là bên em bán là những cái chiếc xe nó ken, nó zin và nó mới, chứ còn mình bán những cái xe nó lập dập thì bên em không bán những cái xe đó nha. Bên em chuyên là bán những cái xe mà nó giữ, chất xe giữ và xe zin, chứ còn không có mua những cái xe mà nó chạy quá nhiều rồi về chúng ta bùa lại chúng ta bán. Nó bên em thì không bán những cái dòng đó. Nên quý anh chị có thể thấy là có thể có giá của cửa hàng của bên em nó có thể chênh lệch và nó cao hơn những cửa hàng khác rất là nhiều. Nhưng mà em rất đảm bảo cho mọi người về cái phần mà về chất lượng ở những xe cửa hàng của bên em khi mà bán ra, và cái bảo hành bảo trì của bên em cũng sẽ làm hài lòng mọi người nha. Đĩa xe thì còn rất là mới nè. Về là chúng ta chỉ có chạy sử dụng thôi chứ không cần là phải làm gì thêm nha mọi người. Ốc tán là mới hết. Đó. Thì nó cũng chiếc SH 107 này á, nó cũng có một cái hay là anh chủ anh cũng đã lên khóa smart key rồi nha mọi người. Đây, anh cũng đã lên khóa smart key rồi. Cái khóa này lên thì nó cũng rất là mắc. Khóa smart key anh chị lên thì nó tầm khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu. Mà đổi lại chiếc xe của chúng ta nó an toàn hơn, chúng ta vận hành nó êm hơn và nó hiện đại hơn mọi người. Ở những chiếc SH cũ thì nó còn cái khóa zin, thì khóa chìa thì nó giống như những chiếc ngày xưa. Còn đối với cái S mà chúng ta lên có khóa smart key như thế này thì nhìn nó trông nó rất là hiện đại ha. Đồng hồ của 2011 rồi thì nó sẽ lên là đồng hồ Mickey nha mọi người. Đây, chiếc xe này thì chạy đúng 13.000 cây. 13.000 cây. Những con xe ken, những con xe sưu tầm như thế này thì đồng hồ sau thì em để nguyên vậy nha mọi người. Rồi, đây là về phần nắp chao của xe nha. Đó, 107 chao chiếc rồi còn rất là đẹp. Ống ánh 7 màu nha mọi người. Chao dây điện rồi còn rất là đẹp nha. Xanh rồi đó, cái nước sơn, cái màu zin của chao là nó xanh xanh như vậy nha mọi người. Rồi tiếp theo thì một cái phần không kém nữa ở SH em luôn luôn quay cho mọi người là bên mâm lửa của xe. Tại vì đây là những cái điểm mà nó chịu nhiệt nhiều nhất, thành ra thì xe mà đi nhiều hoặc là xe chúng ta đi không kỹ á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị đen.
Đó, thì mọi người có thể coi ha. Ốc bên mâm lửa nè, là còn rất là đẹp nè. Và cái ốc bơm của xe nó đều hết một màu luôn nha mọi người. Nếu mà chúng ta si ốc lại hay là chúng ta bù lại thì nó nhìn nó sẽ giữa ốc bơm và ốc bơm lửa nó sẽ khác nhau. Nhưng mà ở đây thì nó đều hết một màu luôn nha. Và những cái lớp kim tuyến nè, ông ánh lấp lánh đó của những cái gấp hoặc là cái bên mâm lửa thì nó còn. Cái xe chạy nhiều rồi thì nó đen rồi, nó mất cái lớp kim tuyến nó đi. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái chất tẩy rửa quá nhiều thì nó sẽ làm mất cái lớp lấp lánh đó đi nha. Phuộc thì còn 7 màu. Nếu mà phuộc này thì anh chị em nào mà về mà phục hồi không tốt, chạy thì cảm thấy nó không tốt thì cứ ra, em sẽ đổi cho mình cái cặp phuộc khác đi, nó phuộc nhúng nó tốt hơn ha. Nhưng mà anh chị yên tâm đi, ở đây khi mà em bán xe thì em đã kiểm tra kỹ hết rồi. Kiểm tra kỹ về máy móc sạc, điện, bình IC, nước mát. Em kiểm tra hết rồi thì em mới dựng lên đây, em bán cho mọi người. Chứ để mất công mọi người về chạy mà nó trục trặc gì nữa thì nó rất là kỳ. Rồi, biển số là 59L1-13937 nha mọi người. 13937. Đó. Rồi, chiếc SH Ý này có số máy là 107, đăng ký đời 2011. Xe chính chủ sang tên công chứng khi mua, rút hồ sơ gốc toàn quốc cho quý anh chị. Thì em đang bán với một cái giá là ngoài 200 triệu một tí xíu nha mọi người. Ngoài 200 triệu một tí xíu thôi cho một chiếc xe 107, biển số đẹp, xe ken, xe mới. Đó, chưa rớt đầu, chưa chạy máy gì hết. Thì em bán ngoài 200 triệu. Còn nếu anh chị muốn tìm một cái giá nó rẻ hơn thì em cũng có đăng lên một chiếc 107 á, nó có giá 185 triệu nha mọi người. Cái chất xe hoặc là biển số thì nó không bằng con này đâu, tại vì con này là chất xe ken thì nó sẽ có một cái giá cao hơn bình thường, tuy là nó cùng đời, cùng số máy luôn. Được rồi, thì anh chị em nào mà cảm thấy nó hợp với mình và muốn tàu em này về thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0966 442 411. Số này của em có xài Zalo nha mọi người. Mọi người có thể kết bạn Zalo với em để em gửi hình hay là mình xem một cách nó chi tiết hơn gì đó. Thì tới đây em xin kết thúc video clip của mình tại đây. Và hẹn gặp quý anh chị ở những clip sau của Lee Seaborn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành một ít thời gian của mình để xem hết clip này của Lee Seaborn. Và nhớ là đăng ký kênh nha mọi người. Đăng ký kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều xe hơn, để chúng ta biết được nhiều giá xe hơn, để chọn một chiếc xe nó phù hợp cho cá nhân của mình nha. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau.